Tin giáo phận, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ sự hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 của Công giáo Việt Nam. Đức giám mục Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội, trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chủ sự cuộc hội ngộ này với sự tham dự của 43 vị đặc trách truyền thông của các giáo phận tại Việt Nam. Theo trang tin Hội đồng giám mục Việt Nam, Linh mục Du Xe Vũ Hữu Hiền tường thuật các buổi hội ngộ Hãy đến mà xem là chủ đề của cuộc hội ngộ truyền thông thường niên 2021 của công giáo Việt Nam được tổ chức online trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2021. Vào sáng thứ năm ngày 22 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, các tham dự viên đã kể cho nhau nghe những sinh hoạt truyền thông của giáo phận mình trong 2 năm qua. Hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 không được tổ chức vì đại dịch Covid-19 thảo luận với nhau về vấn đề bản quyền, về việc công bố những trang web và mạng xã hội chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Vào buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ, các tham dự viên đã trao đổi với nhau những gì cần phải làm trong lĩnh vực phi mảnh công giáo. Vào sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, Hội ngộ đã đưa ra những suy nghĩ về nội dung sứ điệp và cách thức cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021 đào tạo truyền thông, sử dụng video và kế hoạch hữu hiệu nhằm thực hiện các chương trình đã được đề ra. Sau đó vào buổi chiều lúc 14 giờ 30 các tham dự viên đã đưa ra những quyết định chung, đúc kết những điểm chính của hội ngộ và lắng nghe chỉ dụ của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuộc hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 của Công giáo Việt Nam đã kết thúc với những lời cầu nguyện bế mạc thật sốt sắng